thà khám năm sái, mình vừa xài 50 giây xong rồi tìm giáo vừa giáo. Xài 50 giây xong rồi nghèo cu tèo. Nghèo cu tèo là tèo cu nghèo. Để mà đã nghèo cu tèo là phải nghèo ca tèo. Nắp chưa mở kìa. Nhặt vào đây. Nghèo cu tèo là tèo ca nghèo. Con sẽ không xem đâu. Nhưng mà con xem này. Cái cô lệ anh đang nói có phải là xinh hay không? Vào phòng cái mồm vào đi. Vào 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 thôi. Hello teacher. Hi. I'm fine, thanks. And you? I'm a bit tired. I was so busy today, so I had a lot of things to do. I feel a bit tired, honestly. But it's fine. Okay, so the first is going to review what we learned in the pivot lesson. Okay? Yeah. So have you done the homework? Yeah, yes. Good. Okay, so can we open the homework of lesson 17? One, first, second, third, fourth. Fourth. Mm-hmm. Two, first, third, fifth, seventh, three, seven. Mm-hmm. 3, 10th, 15th, 20th, 25th, 4, 3rd. Sorry for interrupting. Khi mình đọc cái từ nhá, mình chưa nghe rõ chữ từ đằng sau lắm, nên là nó sẽ hơi bị nhầm từ đến. Nên là mình đọc rõ hơn cho mình. 10th, 15th, 20th, 25th. Nè, âm thường rõ một chút. Wow. Four, third, tenth, seventeenth, 24th, 13th, 10th, 7th, 4th, 1st, 11th, 21st, 31st, 24th, 12th, 6th, 3rd, 2nd, 4th, 8th, 16th. Mình có 6 nhé. 6 ạ? Yeah. 6th, 13th, 10th, 7th. Fourth. Okay. 11. 7, 24th, 12th, 6th, 3rd, 8th, 2nd, 4th, 8th, 16th. Very good. Okay. So today, we don't want anything new. Today is just long. And review about what we learned in the whole, like, a long period. So, today's lesson 18, so we're gonna review the old things we learned from lesson 1 until now. Okay? Yeah. Hôm nay sẽ là buổi thứ 18, lesson 18, là mình sẽ gọi là review về một số những cái mình đã học từ lesson 1 đến bây giờ. Và để xem là nắm bài đến đâu. Okay? Wow. Yeah. So today all about speaking. Ngày hôm nay thì sẽ đa phần là về speaking, kỹ năng nói. Thì đây là mình đã gọi là cải thiện kỹ năng của mình như nào. So the first part is choosing a present. Write the letter, then ask and answer. So ở đây thì mình có sentence. Here we have two sentences and two pictures.
number one and number two. So you're gonna read each sentence and then choose the word sentence match with word picture. And then you like make a question and answer it. Chúng ta phải yêu cầu phần này hơi dài. Đầu tiên ở đây mình có hai câu đúng không? Và hai bức tranh thì mình có thể đọc từng hai câu này lên. Sau đó nối hai câu này với một trong hai bức tranh này. Sau đó match. Sau đó mình choose a pattern. Mình sẽ chọn một cái đồ vật ở trong này mà cái nội dung của cái này nói đến. Sau đó mình sẽ đặt câu hỏi và trả lời cho câu hỏi đó. Bạn hiểu không? Mình sẽ lấy ví dụ nhé. The first one, my baby cousin only like animals. Rồi, giờ đây nó là my baby cousin thì mình sẽ chọn là number 2, picture number 2. Và nó ở đây, her cousin mình sẽ là animals. Mình sẽ đặt một câu hỏi đó là what does my baby, what does your baby cousin only like? No, he likes animals. Có hiểu không? Yeah. Okay. So, now we start with number 2. Bắt đầu từ đây. Đặt câu hỏi luôn nè cô nhỉ. Đầu tiên mình sẽ đặt câu hỏi luôn này. Rồi mình chọn một cái present, một cái danh từ ở đây. Rồi mình đặt câu hỏi. Rồi bạn trả lời. My grandparents often go to hot place. What? Đây là câu hỏi nha cô nhỉ. What do your grandparents do in their free time? What do your grandparents do in their, no? Không phải là they. Ngay phải là sở hữu. Thì mình phải dùng là thời gian rảnh rỗi của họ. Their free time. Ok? Và trả lời như nào nhỉ? Trả lời là my grandparents often go to hot place. Good. Next one. Aunt Caroline loves buggy gloves. What does your aunt like kind of gloves? What does your aunt like kind of gloves? Like. What does your aunt like kind of gloves? Which type? Câu này sẽ nó sẽ hay hơn nữa. Câu phải để hơi messy một tí. Mình sẽ biết là which. Hoặc là what, tie hoặc tie đều được nhá. Your arms. Like. Câu này mới là đúng này. What type of clothes does your aunt like? Cái loại quần áo nào mà cô của bạn thích? Đúng không? Rồi, mình trả lời như nào này? My aunt Caroline loves puffy clover. Hoặc mình có thể biến tấu cái một chút mình nói là she like, but she like buggy clothes. Đúng không? Mình không nhắc lại tên cô ấy nữa, bởi vì ở trên họ đã hỏi rồi. Mình chỉ nói là she likes. Đúng không? Đúng. Next. My grandparents love sports and they love playing video games. Video game. Vậy nhá. My parents love sports and they love playing video games. Rồi ở đây mình có gì? Có câu hỏi lại
What do your parents like? Like. Like. They love sports and they love playing video games. Ở đây nhá, thì để cho câu trả lời của mình ngắn hơn ấy, thì mình có thể trả lời một cách ngắn gọn hơn là they love sports and playing video games. Thì được rồi. Thay vì là mình phải nói hai câu là they love hai lần đúng không? Mình nối bằng hai cái tên từ hai bên mà cái từ and mình bỏ cái câu they love đi. Và hai câu thì đều được, là câu chuyện thì ngắn gọn hơn thôi. Ok. Uncle Andy often goes to cold places he like skiing. Nhá, ở đây là he likes, không phải he like. Dưới đây có S, không? Là he likes. He likes. He and. He likes. He and. Ở dưới đây là skiing, không phải skiing. He and. Skiing. Rồi. What does your uncle do in his free time? He often goes to cold places. Thế thôi ạ. Chứ còn cái kia thì mình lại chưa mention đến, vẫn hơi thiếu đúng không? He often goes to the cold places and play or like nothing skiing a lot of skiing or inside skiing. He often goes to cold place and sky and skiing. Nghĩa là anh ấy thỉnh thoảng đến một cái địa điểm nó lạnh và trực tuyết, nghĩa là and ski đúng không? Ski này là thêm es nhá, bởi vì mình đang dùng ở bỏ cái từ he likes này đi mà. Còn sau like là vớt in. Nhưng mà ở đây là mình dùng là he often goes to cold place and. Thì là sao phải làm động từ chia môn thứ ba có ít. Rồi. The next part, we have some items. 1, 2, 3, 4, 5. And your mission is make a question and answer it. Bạn đặt cho mình câu hỏi được. Và chọn dạng câu hỏi có thể là what is this? Hoặc là theo cách như này. Họ hỏi gì là whose cup is it? Bạn đặt cho được. Chỉ cần là mention mình bạn có thể trả lời được đến cái vật ở trong bức tranh này. Nhưng mà đây là giá tiền mà. Cái giá tiền đúng không? Rồi sau này họ có nói là who's cup is it? Nghĩa là đây là một cái câu gợi ý cho mình. Vâng. Giống như là it's uncle's Andy. Nghĩa là ở đây mình gợi ý cho bạn là mình muốn bạn đặt cho mình nhiều dạng câu hỏi. Thứ nhất là cái này là cái gì? Mình trả lời là cái này thuộc về ai? Các bạn có thể đặt như bạn nói là cái giá tiền của cái này là gì? Bởi vì mình đang ôn lại bài đúng không? Mình đặt đa dạng câu hỏi cho mình. Hey, first one. How much is that scarf? It's $40. B. How much is that teddy elephant? It's $50. Câu C thì em không biết nói là cái gì không cô. Đây là video game đi. Theo mình hiểu là cái video game kiểu cái băng, ở trên là cái băng thôi, ở dưới là cái điều khiển ấy. Thì sẽ là video game. How much? How much? How much? Video game thì mình dùng is it hay là, is that hay là other nhỉ? Mình nghĩ là other video games là nhiều khó chơi ấy. Nên mình sẽ phải dùng là other. How much are those video games? Video games. Are those? Is $60. Có phải là ít không?
à. Đấy. They are $60. Mm-hmm. D. How much are the sunglasses? Mm. They are $30. Mm-hmm. E. How much are those trousers? It's $90. Rồi, dạ câu hỏi khác. A. What is this? It's a scarf. B. Who elephant? Who teddy elephant? Whose teddy elephant is this? Mm-hmm. Is is Aunt Caroline? Mm-hmm. Okay. C. What is that? What are those? Mm-hmm. They are video games. Mm-hmm. D. Who sunglasses are those? Mm-hmm. They are mine. Mm-hmm. E. Who trousers are those? They are my brother. Nhớ. Nó sẽ là whose, không phải là who nhá, mình đọc là who thì đã sai. Nhớ nhá, từ này phải là whose. Và it, cái này bạn nói là brother, they are brother. Rồi giữ cách wrong. Nào phải làm rõ S ra như bạn nói là they are brother. My brother, nó không hiểu là gì. They are my brother. Nhớ nhá, tận thừa ép. Ok, rồi. Here, the small listening part. Ở đây mình có một phần nghe. Và nhiệm vụ của bạn đó là order the sentence. Here we have a 5 sentence, a 4 sentence, and then it's in a wrong order. So the mission is to order the sentence. Nhiệm vụ bạn là chọn đúng cái thứ tự của câu này. Thì mình sẽ nghe, bạn đọc qua cho mình cái nội dung. Không có thể mình lấy thì sao. Cái từ shop xong đến từ clear em không biết đọc ạ. Ừ, ok ạ. Cái này không phải là, cái này à? Shop clock. Sao là clock? Shop clock. Clock này nghĩa là chu ký. Giống như là của cái người chu ký của shop, của cửa hàng ấy. Yeah. Shop clock. Shop clock. Yes, and mình cứ đọc theo A, B, C, D như thế này thôi à cô? Thì mình là mình, bạn nhìn qua cho mình cái nội dung để hiểu xem nội dung này về cái gì. Bây giờ mình sẽ nghe. Và đó, nhiệm vụ của bạn là sắp xếp lại những cái câu này sao cho đúng thứ tự mình nghe. Ừ. Bạn đọc đề bài này. Order the sentence. Nghĩa là sắp xếp lại cho đúng cái vị trí đó. Reading rule. Units 5 and 6. Track B31. Page 82.
Activity 2. Order the sentences. Then listen to the dialogue and check your answers. How much are those baggy pants? They're $18.50, please. May I have the pants, please? Yes, of course. $18.50, please. No, câu nào đầu tiên nhỉ? Câu đi ạ. How much are the baggy pants? Yeah. Sure. Yeah. No, mình sẽ đi ra thì dự đoán chứ không mình sẽ check nhá. Second. Second is I. Rồi, có chắc không nhận đâu. Đọc đi nhá. Wow. Câu hỏi nhá. Cái này bạn vừa nhìn qua mình thấy nó không mất sàn chứ. How much are the packy pants? Đấy, yes, it's for $18.50. Rồi, yep. 3. Câu 3 là C ạ. C. Câu 4 là Câu 4 là B. Được không? Now. Review. Units 5 and 6. Track B31. Page 82. Activity 2. Order the sentences. Then listen to the dialogue and check your answers. How much are those baggy pants? How much are those baggy pants? They're $18.50, please. They are $18.50, please. The pants, please. May I buy the pants, yes, please? Of course. Yes. Right? Yeah. Do you have anything? Just a car, $18.50, please. Các bạn thì sao hỏi là may I buy the pack of pen please? Các bạn phải nói câu gì đúng không? Yeah. Ok. Well, here we have the next part. Ở đây là tiếp tục là một phần speaking. Here we have ở đây mình có hàng tháng này. Bên phía bên trái mình có tháng và bên phải là có ngày và một đất nước. Và nhiệm vụ của mình là bây giờ bạn chọn mình một ngày một đất nước vào đây. Cho mình sẽ nói the first one is we start with the number 2 February. Cho bạn chọn mình một ngày và một đất nước. February 1st Australia. Okay. Yep. April 2nd. Love in Vietnam. Vietnam. Okay. Next one. May 5th in America. Okay. America. Okay. September. July 1st. September. July 6th on Malaysia. Cái gì nhỉ? Malaysia. Không phải on ấy, in nhá. Malaysia. 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 September. September 7th. In.
hai lần chẳng hạn, hai lần chứ, hai lần, November is in England. England. Okay. So here we have an example. Here we have an example. So this is a small paragraph talk about the girl named Carrie. So in the United Kingdom, she used many taxis. So the problem was she wanted to walk, but in the evening, what she got. Ở đây nói với một cô gái và bạn đưa ra một vấn đề đó là khi mà cô ấy muốn đi vào buổi tối nhưng mà trời thì lại quá là tối. Nghĩa đi bộ buổi tối nhưng trời quá tối. Thì cái ví dụ tiếp theo tương tự như vậy. Nhiệm vụ của bạn là ở đây mình có một đất nước này, có tên, cái danh từ, một tính từ. Thì nhiệm vụ của mình tương tự như vậy. Bạn nói cho mình hai trường hợp. Thứ nhất là một, ở đất nước nào và bạn này muốn làm gì, và cái vấn đề của bạn ấy là gì. Tương tự như cái ví dụ về bạn. Ok. Bạn hiểu ý mình không? Có. Nhưng mà câu đầu này em không thể nghĩ ra được. Quá khó. Bây giờ mình hiểu cách, mình thường nghĩ cách đơn giản là bạn này muốn cưỡi ngựa, nhưng mà con ngựa này thì bạn ấy thì kiểu bạn ấy quá nhỏ, không phải con ngựa, bạn ấy không thể cưỡi ngựa được, đúng không? Vâng. Wow. Bây giờ nói nếu mà cái chung cái ví dụ như vậy thì mình nói như nào? In, ở đây cấu trúc là gì nào? Tổ chức những cái ví dụ họ làm bây giờ tương tự như vậy. Thì mình nói là ở nước Mỹ thì people sử dụng rất là nhiều ngựa để đi chẳng hạn, và cái vấn đề là tôi muốn cưỡi ngựa nhưng mà tôi quá nhỏ. Bây giờ đấy mình dịch tiếng Việt cho bạn và bạn văn, bây giờ bạn dịch nói lại bằng tiếng Anh nhé. In the United States. Đây là United, không phải line nhá. United States. In the United States. States. Use many horses. Không, như thế thì bạn lại thiếu chủ ngữ nhá. People use many horses. Đúng không? Phải là có chủ ngữ chứ. Bây giờ in the United States là ở đây là trạng từ. Vâng. Mình đã chủ ngữ đúng không? Vâng. Lại nào. In the United States. People use many horses. But một chút là bị họ thương này. The problem was I wanted to ride a horse, but I'm too small. Chưa? Tổ chức dùng đúng tổ chức này thôi. Mọi người dùng à? Cái vấn đề là tôi đã rất muốn là cưỡi ngựa, nhưng mà tôi đã quá nhỏ. Nhưng ở đây để dùng quá khứ nhá, mình để dùng quá khứ đấy. Rất là mệt rồi. Rồi ở đây mình có Australia, sun and hot. In Australia was sun and hot. Lái lại thiếu rồi. À. In Australia the weather was sun and hot. Was sunny and hot. Đúng không? Yeah. Yep. The problem. Rồi, mình nhìn là bức tranh ở đây nhá. Ở đây có này, có bãi biển này. Vâng. Đấy. Bãi biển đây là kangaroo này. Còn có thể nói là in Australia the weather was so sunny and hot. The problem was I wanted to go to the beach, but it was so hot. Wow, quá nóng.
bạn hiểu, bạn có hiểu phần này không? Có. Ừ, chứ là tự nhiên để nói ra cái này sẽ là hơi khó. Rồi, đi về nhà nhá. Bạn làm cho mình cái phần bài tập 4 ấy nhỉ. Chia động từ không? Từ quá khứ rất là dễ thôi. Làm nốt phần này cho mình này. Và nói lại cho mình hai cái phần này nhá. Mình sẽ kiểm tra lại cho bạn đã hiểu chưa. Hôm nay mình hướng dẫn là nói như nào đấy. Không đâu, bạn nói lại cho mình hai câu này. Ok. Dạ. Và làm và phần bài tập đằng sau này. Vâng. Rồi, hôm nay mình nghỉ đây nhá. Vâng. Thank you. Okay, thank you. Goodbye, bye. Teacher. Have a nice weekend. Yeah.